những ngày tháng kế tiếp nước Việt à, xưa giờ cũng nói nhiều giờ nói nữa không biết giờ kêu chuẩn bị thủ gạo săn nước nữa không biết ta còn thủ nổi không giờ nó cũng đâu còn vậy đâu để thủ gạo thì cũng nghèo rồi nước đồng khô rồi đâu có thực phẩm nữa đâu dự trữ thì cũng nên dự trữ tại vì khi mà có biến động hay là có chiến tranh hay có ở trong nước có biến động á cũng là đói á cái gì cũng có thể làm đói cái ngày đầu tiên mà khi quốc gia mà biến động cái người chết trước là người đang bị bệnh á bệnh gan bệnh lọc máu bệnh tiểu đường tại mấy cái nhà thuốc tây nó cũng đóng cửa hết đúng không đó là những người bị bệnh mà người bị bệnh là nhiêu là 1/4 quốc gia là cái người bệnh đi trước rồi từ từ cái người người ốm đi kế tiếp đúng không nhưng mà mấy thằng ghiền rượu nó sẽ đi trước tại vì lúc đó không đâu có bia đâu có tiệm gì đâu bán rượu đế cho uống thiếu thuốc cũng chết thiếu rượu cũng chết thiếu nước uống cũng chết ở Việt Nam bây giờ nghe miền Tây á, người ta tắm người ta còn phải giữ cái nước người ta tắm lại nữa thiệt là thê thảm có tiền có vàng cũng không có giúp gì được trong lúc này giống như xưa những phú hộ mà 1942 ngoài Bắc á mặc áo cho đẹp vô để đóng tiền đóng vàng á rồi đến chết đói thì cũng chết đói cái con ngựa của thằng Nhật á thời xưa nó còn có phước hơn là con người Việt Nam vậy đó nó còn được ăn đồ ăn còn người để đói chết chết mà trong những câu chuyện thời đó người chưa chết á cũng tại có cái ông đẩy xe mỗi ngày ông đẩy lụm xác đi á rồi cái người cũng gấp gấp ngầm vậy ổng kéo lên luôn rồi rồi cái người mà đẩy mà sắp sửa đi lỡ chỗ chôn tập thể nó cảm ơn bác nghe kéo tôi ra đó tại vì người ta biết chắc người ta được chôn cái đó còn hơn là nằm ngoài đường cho con này con kia nó ăn con người nó những lúc có cảnh tượng đó. Tại vì họ thiên chúng ta là hiện giờ có nhiệm vụ là để gán mỗi một ngày tất cả các đứa đệ tử họ thiên trên thế giới mà làm YouTube, làm Facebook phải trấn an cái tinh thần của dân tộc Việt Nam 100 triệu dân quốc nội và quốc ngoài tại chúng ta không có ai mà không có thân nhân nước Việt hết đúng không tuy là ở ngoài 6 triệu chứ người của mình trong đó không à thì trấn an thì bằng cách là dùng những cái kỹ thuật và cái trí huệ của mình á để mà làm mấy cái mạng truyền thông á để trấn an cho họ biết có cơ trời có sấm cơ có đức thầy sẽ xuất hiện rồi hiện giờ á để cho họ biết là sắp sửa có chết đói thì muốn cho họ biết có chết đói thì mấy con cứ làm những cái YouTube thời chết đói lên nhiều nhiều lên như cái nguồn sống đó mà cái này là món ăn mỗi ngày 2-3 ngày họ quên thì 2-3 ngày lịch phụ lên nói chuyện mới nữa mấy con đang cần phải làm đó là chừng nào thất tướng lộ ra chừng đó nước nhà mới an yên thất tướng nó có thể là quân khu 7 có thể là 7 ông tướng có thể là anh 7 đúng không nhiều lắm không biết có ông nào là nắm về quân đội mà gọi là anh 7 không hay là mấy vị nói mà sắm cơ đâu có biết gì đâu thất tướng lộ ra thì cái gì giống số 7 á thì lúc đó nước nhà mới ăn cái gì rồi lại miên xâm lấn bắc trung nam như rắn mắt đầu trâu mặt ngựa lo âu sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai trời ơi mấy vị làm thơ hay lắm sao vàng bản đỏ mà rụng đầu nay mai thì lấy mấy cái bài đó bỏ lên trời lời của Phật thánh tiên đâu phải là đùa đâu tại cuồng phim này đã đóng lâu rồi cả nghìn năm rồi bây giờ chỉ qua đem chiếu lại trên trái đất mình thôi thủ cũng đã coi cái này rồi coi mới biết mới nói còn người phàm á chưa coi á thì ngồi vẽ voi vẽ cái đuôi con voi vẽ cái chân của con voi trên đời này á chẳng có ai sợ con trời cũng chẳng ai sợ ông trời cũng chẳng ai sợ sấm cơ cũng chẳng ai sợ đức thầy nó cũng giết đức thầy cũng giết ngài Minh Đăng Quang chẳng ai sợ hết khi con người lòng tham lên họ chỉ biết cần chuyện họ cần mới làm có hiểu chưa họ biết ngày mai ông trời búi cho họ một búa họ chết hôm nay họ cũng vẫn ăn hiếp con ông trời là vẫn phải ăn hiếp cái đường lối của cái đầu của con người là như vậy cho nên bất cứ cái gì
mà cho nước Việt. Ở trên cha mới nói con phải dùng trí bát nhã để mà thành công. Trong lúc này Đảng Thiên Việt ra đời, chứ đâu có giống như cái đảng mà lên trên mạng tùm lum, thôi phải đi gặp từ nhân vật, từ người, phải không? Âm thầm phải không? Vô my team phải không? Đại khái đâu ai biết đâu, bí danh với nạc danh không à. Nhưng mà làm gì á, mình cũng phải có cái công thức của mình làm. Có một điều duy nhất, luôn luôn lúc nào có Thiên Long Bát Bộ, không phải là Quỳnh Long, Thanh Long, Xích Long, Bạch Long, bốn vị là có tên tuổi trên của cha ấn định bảo hộ sư phụ, nhưng mà mỗi một vị này có rất là mấy ông rồng sau lưng nữa, rồi có mấy ông thiên tướng nữa, đông lắm, là 18 vị A-la-hán lúc nào cũng bao quanh sư phụ để mà hộ thể giữ sát phạm. Mỗi một chuyện, mỗi một cái gì của sư phụ làm đều mấy vị dẫn dắt hết. Sư phụ không có không, là giống như là không có cái gì gọi là tự chủ hết. Chị phụ chỉ tự chủ mang thân phàm, dùng cái trí tuệ của mình làm việc, làm sai thì quýnh một cái bợp tay ngã trở về. Có những lúc sư phụ cũng có sai chứ không phải không có sai nghe, nhưng mà sai sư phụ giật mình sám hối liền. Còn những hàng đệ tử, mấy đứa con chỉ có một lòng trung thành với cha thôi. Trung thành cha nghĩa là gì? Trung thành với sư phụ đó, con có hiểu không? Sư phụ cũng thường dạy mấy con, sư phụ sẽ không bao giờ làm gì để cho cha buồn mà. Chỉ có một cái, trên đường chính trị đi, có những lúc sư phụ phải đóng vai này, phải action thế nọ, phải giả ngu thế kia. Bây giờ đọc đi, đố ai biết được thánh phàm đó, giả ngu giả khờ. Còn món là sư phụ làm gì cái kẻ đóng lão nháo đâu. Ô sư phụ đi sai đường, ô rồi nè nọ. Mấy con cứ vậy hoài, sao mình làm chuyện lớn được. Một người mà gần sư phụ giống như Veronica hay là Nga hay là Thảo hay là Yến đều là có sứ mệnh có cao ở trên sao không biết được chứ. Rồi có những lúc ở trên cho nữ cán bộ hay là tổng cục hai nằm sát cạnh sư phụ 5 năm 3 năm để làm chi? Để bất chiến tự nhiên thành. Mỹ nó cũng CIA nó cũng vậy, những cái tình báo của Mỹ cũng vậy, phải double cross. Chứ bây giờ mấy ông nội Việt Nam có biết thằng này là thiên tử thiệt, thiên tử giả, mấy ông cũng sợ chết. Nhưng mà có người của ông nằm sát bên nách sư phụ á, nó quá thiệt đi. Tại mấy con ở gần mấy con mới là thiệt, có mấy ông ở xa mấy ông coi phim hay là coi YouTube, mấy ông đâu có cảm nhận được. Cho nên có những lúc mình cũng phải để cho những cán bộ gần sát mình, nó còn có biết không? Sư phụ cho thoải mái. Khi nào sư phụ thuộc hàng giả rồi mới sợ. Chỗ hàng thiệt, đốt lửa đi, đốt càng nhiều càng sáng á. Hàng thiệt mà, thứ thiệt. Thứ thiệt mới nói chuyện thiệt và nó mới trúng thiệt. Còn thứ dởm á, nó có cái chục thằng thiên tử ngoài kia, nó chả biết nói gì mà nói chặt lắc. Tại vì cộng nó dựng lên là minh vương giả nhiều lắm. Cao Đức Toàn, Long Hoa, Mật Tạng, rồi các ông nội miền Nam có nhiều lắm. Mấy chục năm trước nó làm nhiều. Còn vàng thiệt thì không có sợ lửa. Sợ lửa thì không phải là vàng thiệt. Chứ không có sợ lửa. Của con rất là hiên ngang và rất là từ bi, bao dung. Nhưng mà ở một cái mức độ nào thôi. Làm gì làm, chuyện mấy con làm gì làm. Hồ bị cả cuộc đời này bị xuyên tạc, sỉ nhục, chuyện nhỏ như con thỏ. Mà đừng có đụng tới hư mẫu, đừng có đụng tới chuyện personal là nó sẽ không bao giờ có chuyện. Còn đụng tới personal là không xong á. Hiểu chưa? Đạo Thiên Tâm rất là gọn, cũng như Công giáo, cũng như Hồi giáo. Chỉ có Allah, chỉ có Thượng Đế. Đạo Thiên Tâm chúng ta chỉ có thờ Thượng Đế, không có thờ Phật nha. Mà cũng chẳng thờ Victor Hugo hay thờ ông Quan Công hay là thờ ông Lý Thái Bạch, cũng như Cao Đài. Cao Đài ngày xưa ra 100 năm trước dùng mắt thiên nhãn, ở mắt thiên nhãn mới mọc lên. Nó cũng trùng hợp với tên của Thiên Tấn Kiệt này, ở trên trời là Thiên Nhãn. Biết đó mắt của cha hay là mắt của sư phụ nhìn xuống không chừng. Nhưng mà Đạo Cao Đài có nói đúng 100 năm sau ông Phạm Công Tắc hả? Phạm Công Tắc hả? À, hộ pháp. Ông cũng là tướng ở trên trời thôi,
ông phải là con của thượng đế, ông chỉ xuống ông làm thôi, cũng giống như là ông là set up đi vượt biên vậy đó. Tàu bự là đây nè, ra ngoài đó. Cho nên sau này Cao Đài cũng sẽ sát nhập vô đạo Thiên Tâm, cũng cùng một cái niềm tin, rồi nó mới phát triển. Còn Cao Đài nó chỉ ở Việt Nam thôi đó, Mỹ nó sao theo Cao Đài được. Nó nhìn thấy ông Hoàng Công là nó đâu có muốn theo. Còn này mình giữ thượng đế thôi. Còn cái đạo mà người nào sáng lập mới quan trọng, con của thượng đế mới quan trọng. Nó có cái dây chuyền DNA của dòng tộc, của triều đình, của God, đúng không? Cũng như Chúa Giêsu cũng là con của thượng đế. Thì sau này nhờ cái background như vậy, cái lý lịch như vậy vững thì thế giới người ta theo. Có hiểu chưa? Thiên Tâm chúng ta cũng vậy. Sư phụ là con của thượng đế. Bây giờ cả thế giới hầu như ai cũng chấp nhận. Những năm đầu người ta không chấp nhận, bây giờ từ từ chấp nhận. Không tin á, thử không? Muốn thử không? Tay này để xuống có thể hết bệnh á, mà chân này đạp một cái có thể ngày mai ẹt á. Ngày qua có thể, ngày qua nói vụ Hoàng Kiều á, trời xưa ông 4 tỷ ông lóc cá. Trời ơi, đây khấn ba cây nhang cái ông sập tiệm luôn. Cho ông hết ấy, nhưng mà cũng chừa lại cho ông vài chục triệu để ông xài dưỡng già đó. Cốt của ông chỉ là con nai thôi, mà ông lớn lối vậy đó. Chỗ biết hết những nhân vật nổi tiếng trên thế giới, nhất là nước Việt. Chỗ ngồi coi, ơi mấy thằng này từ đâu tới. Ê bà Phương Hằng từ đâu tới, rồng lửa, ô cha rồng lửa hộ pháp của mình. Ồ, rồi bà Mỹ Lan từ đâu tới. Ồ, bà Mỹ Lan xuống đóng một cái dây để mà cho thế giới biết được nước Việt là mình nó nhiều chuyện lạ. Tức là đóng vai thôi. Nhưng mà thiên tử không ai đóng vai được nha. Tại thiên, mấy người đó chỉ là một cái màn của một cái khúc phim đó. Cũng mấy người đó không có lập đạo được. Cả bên Lý Hồng Chí hay là bà Vô Thượng Sư hay là những cái nhà lỗi lạc bên tâm linh, họ cũng tương tự như là ngài Phạm Công Tắc. Sau này tất cả của họ đều quy tụ về một mối là Thiên Tâm hết. Rất là dễ quy tụ. Cả cái đạo mà của Sư Tổ Đứng Đẳng và Thượng Đế Công, đạo Dung Quốc, Xuân Quốc của Đài Loan á. Hồi xưa là ngài cũng có nói cái này là một cái nhánh của đại đạo Thiên Tâm. Thiên Tâm chúng ta không phải là đạo thượng, đại đạo. Cho nên trong lúc mà đại đạo chưa ra đời thì những cái nhánh mọc ra nhiều gì vậy. Nhưng mà cuối cùng là quy lại hết. Tại vì lúc đó sư tổ nói vậy mà. Không là cái này cũng là cái nhánh của Thiên Tâm. Huống hồ chi cái nhánh nó đi trước, cái nhánh đi sau. Cái nhánh Cao Đài đi trước. Cái đạo mà muốn thu gồm thu thế giới, cũng giống như gồm thu lục quốc. Thường thường những cái khó khăn đó nó phải có cái chân mệnh cực kỳ cao thì mới có Thiên Long Bát Bộ gia hộ được. Còn những cái gì mà xuống thế gian học cho giỏi rồi họ lập ra một cái môn phái của họ, cái môn phái nó từ từ nó cũng sẽ bị tịch đi. Còn thế hộ là ai thì ai cũng biết rồi. Sau này người Mỹ họ biết thì lúc đó đó là cái ngày trứng rồng nó đảo, là người Mỹ sẽ biết. Tại lúc đó sư phụ còn ở thế gian tới 88 tuổi, bữa nay mới có năm mấy, có ai đi không? Cho nên sau này á, chỉ cần một năm mà đi họp với Liên Hiệp Quốc, sư phụ nói hết rồi, bắt đầu nó lấy hết 300 cái clip mà bữa giờ mình nó về nó nghiên cứu. Nó mướn cho mấy chục đứa mà ngồi nghe lại hết những lời, những chữ nó nói. Lúc đó nó sảng hồn luôn á. Lúc đó mà nó kiếm thụ nó quỳ không kịp á. Trời ơi, hồi xưa mà tôi mà nghe được cái này á, tôi đâu có tấn công Ukraine bên Nga đó. Trời ơi, hồi xưa tôi nghe được cái này á, tôi đâu có đi đánh Đài Loan. Trời ơi, hồi xưa kia bên Bắc Hàn á, tôi nghe biết được cái này á, tôi đâu có chế nguyên tử làm gì. Cho nên từ từ nhân loại sẽ dùng mấy cái clip này họ nghiên cứu hết. Rồi từ đó họ mới ngộ ra. Đó là lý do tại sao cơ trời thiên cơ bất khả lộ. Ai lộ sẽ chết. Ai có thần thông nói ra sẽ chết. Bồ Tát không có nên xưng có thần thông. Phật cũng không có nên xưng. Bất cứ ai tu mà xưng có không. Chỉ riêng một mình sư phụ là người được cấp giấy phép. Là người như thế nào mới được cấp giấy phép? Mình phải nói ra tất cả chuyển luân pháp dương mà.
phải nói ra tất cả những gì nhân loại không thể nói được, và phải nói ra những gì nhân loại không biết được, và phải nói ra những gì nhân loại cần phải biết, thì mới chuyển một cái pháp cũ thành cái pháp mới. Chứ còn mấy thầy trong chùa hay là ở Vatican cứ xào tới xào lui mấy cái kinh điển cũ, tới lui hoài, đâu có gì đâu thay đổi. Mình gọi là chuyển luân pháp dương, chuyển là chuyển cái bánh xe của nhân loại, bánh xe pháp. Ở cái thời mạt vận này, khi mà một người xuất thế để mà lập cái đạo và thay đổi cái tư tưởng và thay đổi đời sống nhân loại, thì phải nói rồi. À, ở trên trời nó như vậy đó, chứ còn dưới này người ta đâu có biết là trên trời sống như thế nào. À, có ông trời là cao nhất, cha của tất cả các vị Phật. Đạo Phật người ta đâu có thừa nhận cha là lớn nhất, cho nên họ đi lẫn quẩn hoài trong luân hồi lục đạo hoài mà họ không biết. Còn ngược lại bên Công giáo, họ cũng chả có biết là cái linh hồn chuyển thế Chúa Giêsu của họ đang ngồi đây mà họ đâu có biết, tại họ không có được học tới. Sau này họ học rồi, họ biết rồi vậy đó, họ mới quản hồn á, thì lúc đó họ vẫn giữ lòng tin thờ Thượng Đế, thờ Chúa Giêsu của họ với cái hình cũ cũng được khỏi cần hình này, nhưng họ phải học đọc ta vô Tam Đại Tạng Kinh. Tất cả các đệ tử Hội Thiên biết Tam Đại Tạng Kinh là gì không? Nó là một tàng kinh cát mà Phật giáo học hoài học không hết. Những vị hòa thượng chỉ cần học một trang thôi, nó không mấy nghìn cuốn sách á. Chứ hồi có Tam Đại Tạng Kinh ở dưới trong hạng đó. Là cuộc đời của Phật bốn mấy năm, Phật nói cái gì, Phật đi đâu, Phật làm gì, thì người ta mới kết nạp lại. Trong đó có những kinh điển mà Phật đem từ ở cõi trời xuống nữa. Cho nên nhân loại chúng ta không thể nào học hết. Với cái trình độ hiện giờ bên Đại Thừa học á, chỉ là giống như mẫu giáo trên trời thôi. Chứ còn trên đó mà nói tâm chánh định như bất động, Phật ba thân nhân thế có tinh, trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, rồi mỗi bông sen rồi hiện ra một vị thần rồi này nọ đó. Mình nghe mình thấy chắc cái này là nói văn cho vui đúng không? Nhưng mà thật sự nó là thiệt không á. Mỗi vị Phật đứng cái bông sen rồi nó có. Cho nên những cái quá cao siêu đi, quá thần thoại đi, chúng ta không thể nào học được hết, mà học cũng không áp dụng được. Nói về Phật học nhiều lắm, mà họ sẽ có. Hiện giờ Cao Đài không phải là Cao Đài nha, Cao Đài này gọi là Cao Đảng sẽ có. Đảng viên không ạ? Họ đâu còn biết tôn sùng ai đâu, đảng viên với tiền trong đó không, cho nên mình không có tính. Nhưng mà sau này họ sẽ hiểu được, họ sẽ thay đổi, thì họ có thể sẽ có một cái chánh kiến mới. Chứ còn hồi xưa như 100 năm là nói là đạo Cao Đài sẽ bị tịch, rồi tự ai nấy ở nhà lo đó. Nhưng mà vừa bây giờ nếu 2024 mà đúng 100 năm phải không? Không, phải không? Tức là 2026 đúng không? 2 năm nữa là đạo tịch đúng không? Đúng rồi, 2 năm nữa là thiên tâm take over. Chứ đâu có ai lập đạo nhưng phạm công tắc mà nói đúng 100 năm sau cái đạo này dẹp đâu. Chứ không có nói, thủ nó 3000 năm. Thì thấy ở trên ăn khớp không? Một bên á, thì đưa cái đạo Cao Đài ra nói là đúng 100 năm sau đạo này sẽ dẹp. Thì tự nhiên thiên tâm cũng là y chang vậy, nói gót. Tức là ở trên đã tính trước rồi. Cũng giống như cuộc đời của sư phụ là một cái phu sồ vậy á, gắn cái bức hình vậy đó, gắn vô một cái thôi là tất cả thành cái bức hình, giống một con coi phim vậy đó, ra hết ra hết một cuồng phim. Còn giờ thiếu con chip này á là mọi thứ nó bị bế tắc á. Chỉ có Thượng Đế duy nhất độc giác thần là cha của mình thôi. Cha của mình rất là hiện hữu trong cái vũ trụ này. Bất cứ ai sanh ra ở trên quả địa cầu này là từ đó mà thành Phật cũng đều là con của Thượng Đế. Tại vì Thượng Đế lập ra quả địa cầu này đã có hàng tỷ năm lâu rồi, đúng không? Thì dầu cho cũng là thành Phật nhưng cũng vẫn phải gọi cha là cha thôi. Tại sao mấy bên Phật giáo họ lại không có chấp nhận? Là vì tại vì họ không chấp nhận tên hôm nay đạo Phật mới mà đi thời vào thời kỳ mạt pháp. Cái tờ giấy trắng trong cái đầu của mình á, của họ đó, đã viết đầy hết những cái đó rồi, bôi không có được. Họ tin có giảng sanh
hôm nay có thằng con ông trời lên nói không có chuyện giảng sanh, họ đâu có chấp nhận. Nó tự nhiên họ không có thể chấp nhận, mà họ đã bỏ gần cả đời người để mà đi theo cái đó, đi theo cái mơ hồ đó. Hôm nay có một người nói sự thật không có chuyện giảng sanh, họ đâu có chấp nhận, họ mất hết làm sao. Thì thôi để cho họ sống một cái quyền thoại như vậy đi, họ sẽ tái sanh trở lại, rồi từ đó họ hiểu. Bằng chứng những cái vong hồn mà theo Phật giáo chết tới cổng Thiên Long Sơn, ông Sơn Thần á, ổng từ bi ổng cho lên, thì lúc đó mới quy, mà quy trong cái thần hồn. Phụ ngồi đây hiện trước mặt, rồi phụ quy cho Thiên Tâm, thì phụ đưa về. Với cái người đó vẫn tu bên Đại Thừa, vẫn giữ giới, nhưng mà đừng có xúc phạm với sư phụ, đừng có xúc phạm với Thiên Tâm, đừng có xúc phạm với cha, thì họ mới có đủ phước. Còn xúc phạm xong là họ không có đủ phước, chùa không có làm được. Tại vì mấy thì bên Thiên á, Thiên Tâm chúng ta thấy dễ, nhưng mà khó hơn Đạo Phật gấp ngàn lần. Chật cái là bị phạt liền, có hiểu không? Nhưng Thiên Tâm chúng ta đời cho đúng đời, đạo đúng đạo, cha mẹ cho ăn sang mặc đẹp, cho giàu có để thử cái lòng của mình, chứ không có cho cái gì cũng buông bỏ hết rồi sống như là bất cần đời á, thì không có đúng. Cà gù cà gật á, mà vô gặp mấy ông thầy quốc danh cái này nó mới chết cái đống vậy đó. Thiên Tâm chúng ta là ra đời phải thông minh, phải khôn, phải lên chức, lên nè, phải không? Có một cái là Thiên Tâm chúng ta là bi chí dũng, còn bên kia là mấy ông chỉ dạy bi không à, chí cũng không có, dũng cũng không có. Thì cho nên cái ghế có một chân bị gớt. Thì những cái người lớn tuổi này tốt nhất nếu mà còn chút lòng tin, bây giờ đeo Phật Bà Nga mày, đeo dấu gì trên cổ thì đâu sao, đeo thêm cái dấu Thiên Tâm thì quả mái á, sư phụ còn cứu. Tại sư phụ là người bên cõi vô hình á, là cũng là đang người đang sàng lọc mà. Cái chiếc thân của sư phụ có thể đi 1000 người trong một cái đêm được á, và có thể giúp được nhiều người có thiện tâm về trời. Mục đích là về trời nhiều thì sư phụ được cha trả lương nhiều, không giống như là tạo được nhiều member á, được nhiều commission vậy đó. Sư phụ cần đông người mà, đâu muốn ít người đâu, chứ còn ít quá về chảnh cho nó. Con xuống đây con làm ăn gì, con đi chơi hả? Bây giờ đạo Phật, đạo Công giáo, đạo nào tốt hơn? Chẳng có đạo nào nói là tốt hơn. Đạo Công giáo, Hồi giáo, Hồi giáo có thằng khủng bố mà nó mượn danh nha. Đạo tốt hơn? Chẳng đạo nào tốt hơn. Khổng giáo, Cao Đài giáo, đạo nào cũng là ok hết. Để mình trả lời chung dung này. Rồi cái bác Phật tử đó chẳng có làm gì sai hết, thì bác cũng dẫn được, cho là giảng sanh đi, nhưng mà nó không phải là giảng sanh mà nằm trong quan ba sen khỏi A Di Đà như bác nghĩ. Nó cũng về được tầng trời Đâu Xuất Thiên, số 4, số 5, số 6, số 7 thôi, cũng được về trời đó. Họ Thiên chúng ta cũng được về trời, nhưng mà nó chắc ăn hơn là về ở trên kia cũng vẫn xài passport. Ok, Thiên Lan phải không, có tên sẵn rồi. Còn cái kia là phải hơi khó khăn hơn chút, có nghĩa là giống như first class vậy. Còn cái kia là economy. Chứ không phải mình nói là không được nghe. Hiểu chưa? Mà ngược lại, một đời người của chúng ta sống rất là hiên ngang, sư phụ như thế nào thì mấy đệ tử như thế đó, sư phụ lúc nào sang thì mấy đệ tử cũng phải sang. Chứ không phải như kiểu kia mặc áo chàng vô cà gù cà gạt cà đầu tóc bù xù, không make up, không son phấn gì hết. Mình ra đời mình phải đúng đời, còn mình tu là mình đúng tu, và đồng thời mình tu mình không có cần người cái áo chàng nữa. Mấy đứa này ngồi là cứ ngồi thôi, sau này sẽ có trường Thiên Tâm dạy đàng hoàng để đào tạo những giảng sư giỏi, cũng như Công giáo vậy, y như vậy. Công giáo họ cũng về trời vậy, mà họ đâu nó chỉ giảng sanh đâu, ở trên nó chỉ có một thôi. Ở dưới này chia ra tùm lum là để cho dễ ai thích hợp với căn cơ nào, chứ không phải là phụ nói là không có giảng sanh. Cái kiểu như mà mấy ông Đại Thừa nói, ồ tâm bất loạn, cái thằng ăn cướp nó vô nó đọc nó A Di Đà Phật, 3 ngày sau trước khi tử hình cái nó giảng sanh, cái đó là nó láo.
cái tâm của nó vẫn còn hung dữ sân si, nó về chển nó tưởng là thiệt á, nó còn vẫn tưởng tượng ham này ham kia, làm sao được về trời. Cái chuyện mà ridiculous không thể nào mà chấp nhận được, mà họ cũng có thể giảng trên đài quá trời luôn, vô lý không? Ở dưới này mình phải thanh tịnh sạch sẽ cái đầu óc của mình, còn dưới này ham đủ thứ, đắc được chứng a la hán tại thế gian này. Có nghĩa là mình vô sắc giới, có nghĩa là mình thấy sắc đẹp, mình thấy vật chất, mình thấy cái gì mà mình buông hết, y như kiểu sư phụ vậy đó, thì đã đắc được a la hán rồi, là vô sắc giới rồi. Chứ không phải mình đi chối bỏ, hiểu chưa? Cái triết lý ở trên trời là do thanh lọc cái tư tưởng của mình, nó vô cái máy scan, nó mới sạch sẽ trên cái đầu óc của mình, thì lúc đó mình mới đạt được. Chứ còn không phải mình cái hình thức mà mình được về trời đâu, không có dẫn danh đâu. Hòa Thượng Tuyên Hóa hay Quảng Khâm là mấy vị đó Bồ Tát, người ta xuống, ta làm xong nhiệm vụ về cũng như kiểu sư phụ, như ngày Đạt Lai Đạt Ma đồ dạng giống vậy, làm xong là đi về thôi. Còn hàng Phật tử không có chẳng sanh, nó khác hơn mấy hội thiền mấy con. Để cho Hồ giải thích là tự vì ngày nào mấy ông cũng vận động gây quỷ, đúng không? Mà trong kinh Phật có nói mình chứa một thằng ăn cướp mình cũng có lỗi, đúng không? Mà mình vô tình mình không biết mình bị gạt, mình cũng có lỗi, tự vì mình không có bi trí dũng. Những cái mà giống như đi mua chim mà nhốt trong lòng chờ 2-3 ngày rồi mới thả, con chim nó cũng bị chết á. Cho nên những cái công thức mà của mấy ông thầy thời đại này mà dạy cho mấy Phật tử rất là nhiều cái cơ hội là đi địa ngục nhiều á. Còn nói thiệt á, là làm sai nhiều lắm mà mình không dám nói. Còn làm sai thì một chuyện, rồi tu thì cũng tưởng đâu là mình vô mình đọc kinh rào rào, nhưng mà tâm vẫn sân si như thường á, nó không có thoải mái như những đứa hội thiên. Theo hội thiên hôm nay, đứa nào đến đấy hiền từ lịch sự, đúng không? Còn Phật tử vẫn ồn ào, đi tới đâu ồn ào tới đó, hồ đồ tới đó, vì họ không được huấn luyện giống như hội thiên chúng ta. Khi chúng ta là ra đời người ta không biết, đứng giữa đám đông người, người ta cũng vẫn tôn trọng. Cơ hội mà làm giàu cũng bên kia cũng không có, cơ hội mà về trời cũng có nhưng mà lại rất là ít. Ngược lại cơ hội đi xuống địa ngục thì quá trời nhiều luôn. Ta nghe mấy ông vụ đi, tại vì thời mà Mạt Pháp Phật Thích Ca có nói mà, ở dưới cầu là áo vàng với áo tràng nhiều lắm. Đừng có tưởng là mình làm chuyện thiện là nó là thiện, không phải như vậy. Cái lòng của mình là phải là giống như là vô quái ngại quán Bát Nhã đó. Mình không có chấp cái gì, mình không có chấp trước cái gì mình mới được về. Mà làm từ thiện cũng đừng có cần ai tôn vinh mình, ai khen mình. Và mình làm mình không biết mình làm mới là đúng. Còn bên kia không có, tôi làm tôi cần cái tên nằm trên cao à. Vậy là lại gì? Chấp. Tức nghĩa là mình làm mà mình chấp á, được là thành số không á. Dù không có chấp, làm thi ân bỏ ra không bao giờ chấp, chỉ có lời thật lời thiệt thôi. Nhưng lúc lời thật á nó mất lòng, lời thiệt á nó cũng mất tình cảm, cho nên phải chấp nhận hai cái đó. Mất lòng mất tình cảm, nhưng mà nó thật nó thiệt. Thuốc đắng mà ai đâu chịu uống thuốc đắng. Đã là thầy Phật có nói chỉ cần gốc cây thôi, không cần chùa to tượng lớn. Hồi xưa Phật Thích Ca làm vậy mà, chỉ có Bồ Đề Đạt Ba đi ngược lại rồi, không có cần phải ẩm hình em bé rồi đứng nghiêm nghiêm vậy, rồi hay giả bộ vô nhà bếp gói mấy cái bánh tét chụp cái hình đó. Có bao giờ sư phụ kêu mấy con làm mấy cái đó cho sư phụ không? Nếu mà sư phụ kêu cả muôn trùng cái hình giống vậy đó, mấy đứa này nó thấy là quá thiệt, tự nó làm thôi á. Sư phụ rất là tự cao tự ái, cái gì mấy con thích làm thì làm. Nhưng mà mấy ông thầy thích làm màu đó, mỗi ông có 4-5 đứa mà giỏi về mấy cái kênh truyền thông marketing nè, để mà giúp ông làm đó. Rồi lâu lâu cái ông thì đã tu đại thừa, nhiều chuyện lắm mình nói hơi đụng chạm. Mục đích là gì? Đúng không? Rồi cọng cỏ thì nói cọng cỏ đi, không nói tóc của Phật.
cái chuyện mà ngày đầu tiên có nhiều người lên đây hỏi anh là nhà tiên tri gì, anh tính sao? Trời ơi, Phật nào mà đi ủng hộ để đi làm tiền? Cái chuyện đơn giản thôi, tu kiểu gì vậy? Vậy mà cũng có mấy triệu Phật tử ngu mà không có hiểu ra cái lý đó. Phật không lẽ đi hợp tác với dân chơi để làm tiền hả? Mấy con nghĩ chuyện tức cười không? Phật đâu có thể nào làm chuyện đó. Vậy thôi mà cũng có nhiều người không hiểu. Chỉ có một cái thiên tấn kiện này thua mấy ông thầy, đó là vẫn còn mặc cái áo này. Mà thời xưa Phật Thích Ca nói là thời mạt pháp, ta có một đệ tử của ta đã được gọi là thọ ký vào thời mạt pháp, sẽ nhiều nhất nhân loại đi theo một cái đường hướng riêng của người đó, nhưng mà không phải ở tu viện, cũng không phải trong nhà dương giả, mà mặc áo đời. Còn các ngươi ở vào thời mạt pháp mà chấp theo màu sắc tức là áo vàng á, theo âm thanh đó là được huấn luyện để mà lên đài thuyết pháp giỏi á, nói chuyện ngọt ngào đỡ dịu dàng nữa đó, đại chúng khỏe không, đại chúng ăn cơm chưa, tụi đâu có hỏi mấy con đại chúng đâu, mấy con bữa nay ăn gì chưa, sáng nay ăn gì chưa nói. Cho nên điều là một cái technique, một cái xảo thuật để nói chuyện. Còn thù mà muốn nói chuyện kiểu đó dễ ợt, đâu khó, thù lớn lên từ ông chùa ra mà. Sau này tôi hỏi mấy vị trên sao những cái hiện tượng ở thời mạt pháp như vậy, mấy vị mới nói tại vì những cái người đó cũng có sứ mệnh để khảo những cái đứa mà những cái chúng sanh vô minh đó, là vì họ không có biết đâu là chân đâu là thật, chân là ngồi đây, chân giả họ không có biết, không có phân biệt được, để khảo để thử. Thì mấy ổng cũng là có cái nhiệm vụ để khảo tra những người đó, ai là chân ai là giả.